Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, 1 người mất tích, 40 người bị thương khi bão Sansan đổ bộ phía tây nam Nhật Bản, đem theo lượng mưa lớn và gió mạnh. Ngoài ra, hơn 250.000 hộ gia đình tại 7 tỉnh đã bị mất điện. Các hãng hàng không đã thông báo hủy hơn 600 chuyến bay nội địa. Dịch vụ tàu hỏa tạm thời ngừng hoạt động tại nhiều khu vực của đảo Kyushu. Theo cơ quan thời tiết, lúc 13 giờ 45 phút theo giờ địa phương, với sức gió lên tới 180 km/h, bão Sansan đã ở gần thành phố Unzen thuộc tỉnh Nagasaki và đang di chuyển về phía bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo bão sẽ tiến vào các khu vực miền Trung và miền Đông, bao gồm thủ đô Tokyo vào khoảng cuối tuần. Vận động vì môi trường đã nộp đơn lên Tòa án Công lý Châu Âu, kiện Ủy ban Châu Âu ra tòa, đòi phải nâng cấp các quy định về khí thải trước năm 2030 và đưa vận tải hàng không ra khỏi danh mục đầu tư thân thiện với khí hậu. Từ châu Âu, phóng viên Lê Hồng Quang cho biết thêm chi tiết. Hai tổ chức phi lợi nhuận vận động vì môi trường cho rằng quy định hiện nay của Liên minh châu Âu về giới hạn khí thải là không đủ ngặt. Liên minh châu Âu đang yêu cầu các nước thành viên của mình phải giảm lượng khí thải trong giao thông và nông nghiệp từ 10% cho đến 50% so với mức của năm 2005. Theo các nhóm vận động vì môi trường, ngưỡng đó là quá thấp, không thể đạt được mục tiêu của thỏa thuận Paris. Tòa án Công lý châu Âu đã chấp thuận thụ lý đơn kiện và dự kiến đưa ra xét xử vào năm sau. Vụ kiện thứ hai liên quan đến vận tải hàng không. Ủy ban châu Âu xếp đầu tư vào dòng máy bay mới tiết kiệm nhiên liệu và dòng máy bay chạy bằng khí hóa lỏng vào hạng mục đầu tư xanh. Theo các nhóm vận động môi trường, các tiêu chí về hàng không và vận tải hiện hành đang tạo một ấn tượng hoàn toàn sai lệch đối với các nhà đầu tư. Vận tải hàng không chưa xanh được tới như vậy, trong khi các hãng hàng không vẫn tiếp tục đưa ra những quảng cáo mập mờ về tác động của chuyến bay đối với môi trường. Luật châu Âu chưa đủ nghiêm khắc đối với những quảng cáo sai lệch đó. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, 1 người mất tích, 40 người bị thương khi bão Sansan đổ bộ phía tây nam Nhật Bản, đem theo lượng mưa lớn và gió mạnh. Ngoài ra, hơn 250.000 hộ gia đình tại 7 tỉnh ở nước này đã bị mất điện. Các hãng hàng không đã thông báo hủy hơn 600 chuyến bay nội địa. Dịch vụ tàu hỏa tạm thời ngừng hoạt động tại nhiều khu vực của đảo Kyushu. Trong khi đó, các hãng sản xuất ô tô lớn như là Toyota và Nissan đã ngừng hoạt động tại một số hoặc là toàn bộ các nhà máy trong nước do bão. Theo cơ quan thời tiết, vào lúc 13 giờ 45 phút theo giờ địa phương, với sức gió giật lên tới 180 km/h, bão Sansan đã ở gần thành phố Uzen thuộc tỉnh Nagasaki và đang di chuyển về phía bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo bão sẽ tiến vào các khu vực miền Trung và miền Đông, bao gồm thủ đô Tokyo vào khoảng cuối tuần này. Giao thông ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn do mưa lớn vào đêm qua, gây ngập lụt trên diện rộng. Những hình ảnh quay từ trên cao cho thấy là các phương tiện giao thông di chuyển chậm trên những con đường ngập nước. Nhiều người không thể đến chỗ làm hay cho con đi học đúng giờ. Những công nhân môi trường đô thị đã phải bơm nước ra khỏi đường hầm để thông đường. New Delhi đã trải qua những hình thái thời tiết khắc nghiệt trong vài tháng qua, từ nhiệt độ cao kỷ lục vào tháng 5 đến mưa lớn vào tháng 6 khiến cho mái nhà tại sân bay của thành phố bị sập.